này mình đi đâu thế? Hè này mình đi Philippines để rèn tiếng Anh nha con. Ở Philippines, mô hình dạy hè tiếng Anh rất được quan tâm, không chỉ bởi học sinh Việt Nam mà còn từ các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Đài Loan. Đối với ba, để con tham gia dạy hè vừa vui vừa hữu ích thì Philippines là lựa chọn phù hợp. Bởi ba thích cái mô hình một kèm một, giúp cho con rèn luyện từng kỹ năng tiếng Anh. Dù con ở trình độ nào hay chưa đủ tự tin thì con vẫn tham gia học tập dễ dàng, bởi các thầy cô sẽ luôn bám sát khả năng của con. Ngoài ra, trường còn cung cấp lớp nhóm để con rèn luyện thêm kỹ năng thảo luận và giao tiếp. Chưa hết, ở mỗi trường đều có quy định nề nếp hẳn hoi, sau 1-2 tuần thấy con tự lập hẳn ra, mà điều này thì cực kỳ tốt cho sự phát triển của con. Còn nữa, con còn có thể gặp gỡ bạn bè từ nhiều nơi, có nhiều kỷ niệm tuổi thơ, chứ không phải hè nào cũng chăm chăm vào điện thoại rồi game. Học chăm chỉ các ngày trong tuần thì cuối tuần các con sẽ được thưởng bằng những chuyến đi chơi, khám phá cảnh đẹp, những hoạt động thú vị ở Philippines. Xem như là mình vừa du học, vừa kết hợp du lịch hè. Một điểm khiến ba rất hài lòng là mỗi trường ở đây đều cung cấp dịch vụ chu đáo, bao gồm bữa ăn, ký túc xá, dọn dẹp và giặt giũ cho con. Con chỉ việc tập trung học và chơi mà thôi. Các thầy cô cũng như nhân viên của trường sẽ đảm bảo an ninh, an toàn cho con trong suốt thời gian diễn ra trại hè. Về chi phí thì so với nhiều nước lại còn tiết kiệm, nhất là khi alo cho mấy cô bên Fearless, các cô sẽ tư vấn tận tình, giúp con đăng ký và nhận ưu đãi liền. Vậy ba đăng ký cho con nha. Tất nhiên rồi, đăng ký trong vòng một nút nhạc, thủ tục hoàn thiện trong vòng 3 đến 5 ngày là ba con mình đi được rồi đó. Yeah, vậy là hè này con có điểm đến thú vị cùng các bạn rồi.